Alo, anh đây. Sao lâu bấm máy vậy? Anh đang làm gì? Anh bận chút chuyện, có gì không? Anh nói chuyện với em vậy đó hả? Sao mấy bữa nay chẳng ghé em? Tối nay hẹn đi chơi cũng không nhớ hả? Anh quên mất, lu bu quá, bao nhiêu là công trình. Bận thì bận chứ, chẳng lẽ cứ làm quên ngày quên đêm vậy hả? Thông cảm, lúc khác đi ha. Cứ vậy hoài, không có gì nói với em à, hả? Ừ, anh mới xong việc. Quy còn nhớ lời mời của anh không? Ừ, khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ có mặt. Nè, anh có chuyện đột xuất, anh lấy xe hơi nghe. Ủa, giám đốc mới về có nghe nói gì đâu? Có phải chuyện gì anh cũng nhớ đâu. Dạo này giám đốc siết dữ lắm, lấy xe chạy lung tung là không có được. Cái thằng, hay là đến gọi giám đốc. Thôi được rồi, anh Hoàng lấy xe mấy chỗ? 4 chỗ. Anh mua xe hơi vậy chứ chỉ thỉnh thoảng mới chạy vào ban đêm. Sao vậy anh? À, là vì anh chưa có bạn gái. Alo, anh đây. Sao lâu bấm máy vậy? Anh đang làm gì? Anh bận chút chuyện, có gì không? Anh nói chuyện với em vậy đó hả? Sao mấy bữa nay chẳng ghé em? Tối nay hẹn đi chơi cũng không nhớ hả? Anh quên mất, lu bu quá, bao nhiêu là công trình. Bận thì bận chứ, chẳng lẽ cứ làm quên ngày quên đêm vậy hả? Thông cảm, lúc khác đi ha. Cứ vậy hoài, không có gì nói với em à, hả? Con Út nhỏ em gái anh nó gọi, nó hỏi sao anh không về quê. Quê anh Hoàng ở đâu? Miền Tây. Nhà anh có một xưởng đóng ghe tàu rất bề thế. Sao anh không theo nghề đó? Anh không mê. Anh tốt nghiệp xây dựng rồi ở đây đi làm luôn. Anh muốn tự lập để thử sức mình. Phải công nhận anh Hoàng có chí. Bây giờ hiếm người không ỷ vào gia đình như anh.